Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn Ngữ Văn chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô cùng các em chúng ta đi đọc hiểu văn bản Cây tre Việt Nam của nhà tác giả Thép Mới, sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 6, tập 1, trang 95, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, các bạn và các em hãy lên YouTube, search từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tại đây, chúng ta hãy nhấn vào nút đăng ký ở góc bên phải màn hình. Sau đó, chúng ta sẽ vào kênh. Tại đây, chúng ta sẽ nhấn vào trình danh sách phát để theo dõi được những video bài giảng của kênh. Trên kênh sẽ có rất nhiều các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta tham khảo. Sau đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các em ạ, vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như nó thể hiện được phẩm chất, tính cách của con người. Nó thể hiện qua những cái biểu tượng của quê hương Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là biểu tượng cây hoa sen, nó biểu tượng cho cái vẻ đẹp cũng như là hương thơm thanh mát của cuộc sống con người, cũng như là cây tre. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Nó thể hiện được cái đồng hành cùng với con người này, cũng như là cái sự đứng đắn ngay thẳng của tính cách của con người Việt Nam chúng ta. Vậy thì tại sao cô lại nói như thế? Cô cùng em sẽ cùng nhau đi đọc hiểu văn bản Cây tre Việt Nam của tác giả Thép Mới nhé. Đầu tiên, trước khi vào với bài học này, thì các em cần phải khởi động giúp cô, đó chính là em hãy đọc diễn cảm đoạn thơ và cho biết đoạn thơ này nằm trong bài thơ nào và của tác giả nào nhé. Tre xanh sinh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi, ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu. Đó là câu hỏi đầu tiên. Và tiếp đến là chúng ta hãy, trước khi đi vào đọc hiểu nội dung chính, em hãy tìm cho cô một tên truyện dân gian có liên quan đến cây tre. Hoặc là tên một câu tục ngữ có hình ảnh cây tre, một bài thơ có hình ảnh cây tre hoặc là một số nhạc cụ được làm từ tre. Chúng ta có thể thấy xuất hiện được rằng ấy, cây tre nó rất là phổ biến ở trong cuộc sống Việt Nam chúng ta đúng không nào? Và chuyện cây tre chăm đốt này, cũng như là những câu thơ liên quan đến ở cây tre cũng như là một số nguyên dụng cụ lại được làm từ tre. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chung. Đầu tiên là phần một nhỏ, phần tác giả. Sẽ đây là chân dung của tác giả Thép Mới. Ông sinh năm 1925, mất năm 1991. Tên thật là Hà Văn Học. Quê quán là ở Tây Hồ, Hà Nội. Phong cách sáng tác, ông chuyên viết về đề tài chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Ông vừa là một nhà báo sắc sảo, vừa là một người chiến sĩ cách mạng kiên cường. Bài Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Thông qua hình ảnh cây tre, bộ phim thể hiện vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Các em có thể thấy hình ảnh được những lũy tre, những khóm tre rất là đẹp đúng không nào các em? Giúp chúng ta có thể hóng mát những trưa hè này. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi xem xét bố cục của bài thơ. Bài thơ này, cô xin lỗi, không phải là một bài thơ mà đây là một văn bản, văn xuôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bố cục của văn bản này. Văn bản này gồm 3 phần. Phần 1, các bạn chú ý trong sách giáo khoa trang 95 là từ đầu đến chí khí như người. Ở đầu trang 96, ở đây là tác giả giới thiệu chung về cây tre Việt Nam. Đoạn 2 là phần tiếp đến. Tre anh hùng chiến đấu ở cuối trang 97, ở đây là sự gắn bó của cây tre với con người Việt Nam. Và đoạn 3 chính là phần còn lại, là vai trò của cây tre ở hiện tại và trong tương lai. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu theo bố cục của văn bản nhé. Văn bản này nói lên sự gắn bó thân thiết và lâu đời của cây tre với con người Việt Nam trong đời sống, sản xuất và trong chiến đấu. Cây tre có những tính quý báu và là biểu tượng của con người Việt Nam, ngay thẳng, thủy chung và can đảm. Chúng ta sẽ cùng cô đi đến với phần 2 là phần đọc hiểu văn bản. Phần 1 nhỏ, trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu chung, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi để trả lời cho cô những câu hỏi này nhé.
Trong quá trình mà cô giảng, các bạn và các em thấy video này nhanh, có thể để chế độ xem chậm để chúng ta kịp tiến độ của bài học nhé. Một nhỏ là chúng ta đi tìm hiểu về, giới thiệu về cây tre Việt Nam. Tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam. Ở đây chúng ta có thể nhận xét được rằng mối quan hệ gắn bó và thân quen giữa người và cây tre, đúng không nào? Và hình dáng của cây tre thì cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý. Giống như măng mọc thẳng. Dáng vươn mộc mạc, máu tươi nhũn nhặn. Ở đâu tre cũng xanh tốt, dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn, rồi tre lớn lên. Cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Trông tre thanh cao, giản dị và chí khí hơn người. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phẩm chất của cây tre nhé. Cây tre mộc mạc này, nhũn nhặn, cứng cáp, dẻo dai, thanh cao, giản dị và chí khí hơn người. Chúng ta có thể nhận xét được rằng cây tre mang những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa, điệp ngữ kết hợp với các từ so sánh, liệt kê và những từ lấy, đúng không nào? Để diễn tả được cây tre Việt Nam với vẻ đẹp giản dị, sức sống mãnh liệt và phẩm chất quý báu. Cô cùng các em sẽ cùng đến với phần 2 nhỏ là ý nghĩa của cây tre với người Việt Nam nhé. Nhà thơ có lần đã ca ngợi bóng tre trùm mắt rượi. Vậy thì trong đời sống cây tre có vai trò ý nghĩa gì nhỉ? Còn và trong chiến đấu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu là cây tre ở trong cuộc sống. Trong lao động sản xuất thì tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Bóng tre trùm lên yêu dấu bản làng, bản xóm thôn, dưới bóng tre của ngàn xưa thấp thoáng mái đình cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Đã từ lâu người dân Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang, tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Tre là cánh tay của người nông dân, giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. Cối xay tre nặng nề quay từ nghìn đời nay xay nắm thóc, đúng không nào? Và trong mỗi gia đình thì tre lại là người bạn khăng khít với cuộc sống hàng ngày, cảm thông và đỡ đần họ. Chúng ta có thể theo dõi được hình ảnh của những cây tre được người dân người ta sản xuất cũng như là tái chế thành những vật dụng để phục vụ cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem vai trò ý nghĩa của cây tre trong văn hóa sinh hoạt nhé. Tre là nơi lưu giữ một nền văn hóa lâu đời. Là nguồn vui của trẻ thơ cho người già, đúng không nào? Đây là những cái dụng cụ mà được làm từ tre này các em. Rất là đẹp, đúng không nào? Đó. Khi chúng ta lọt lòng thì được mẹ cho chúng ta nằm trong chiếc nôi tre này. Nhắm mắt xuôi tay thì cũng nằm trên chiếc giường tre. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tre trong chiến đấu có ý nghĩa gì nhá. Tre lại là đồng chí chiến đấu của ta, đúng không nào? Như tre mọc chẳng, mọc thẳng con người không khuất phục. Người xưa có câu, trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Tre thẳng thắn, bất khuất, ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta. Tre vốn cùng ta làm ăn, vì lại vì ta mà cùng ta đánh giặc. Tre còn là vũ khí, gậy tre, chống lại sắt thép của quân thù. Buổi đầu, không một tấc sắt trong tay, tre là tất cả, tre là vũ khí. Muôn đời biết ơn, chiếc gậy, tầm vông đã dựng nên thành đồng tổ quốc và sông Hồng bất khuất có một cái trông tre. Ở đây, tre còn xung phong vào xe tăng Đại Bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre còn hy sinh để bảo vệ con người. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng cây tre Việt Nam của chúng ta rất là anh hùng trong lao động, còn anh hùng trong chiến đấu. Tác giả còn sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa và điệp ngữ để thể hiện được rằng cây tre rất là dũng cảm và kiên cường. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 3 nhỏ là phần vị trí của cây tre trong tương lai. Tre là phương tiện để con người bộc lộ cảm xúc như là
tiếng sáo đúng không nào? Đó, chúng ta có thể quan sát. Tre còn là biểu tượng cho sự nối tiếp của các thế hệ con người. Tre già, măng mọc đúng không nào? Tre mãi mãi là người bạn đồng hành chung thủy của con người. Tre còn là biểu tượng cao quý của dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy cùng cô đến với phần ba la mã là phần tổng kết. Chúng ta sẽ cùng theo dõi để tổng kết lại phần nghệ thuật giúp cô. Đó chính là tác phẩm sử dụng nhiều chi tiết hình ảnh chọn lọc mang ý nghĩa biểu tượng. Cô sử dụng thành công phép nhân hóa và lời văn thì giàu cảm xúc và nhịp điệu. Nội dung chính của văn bản cây tre Việt Nam đó chính là thể hiện vẻ đẹp và sự gắn bó của cây tre với đời sống dân tộc ta. Sự am hiểu về cây tre, tình cảm sâu nặng, yêu quý, trân trọng, tin tưởng và tự hào đối với cây tre Việt Nam của tác giả đúng không nào? Chúng ta có thể thấy được rằng trong truyền thuyết thì cây tre theo thánh gióng đi đánh giặc này và hình ảnh của cây tre ở trong Việt Nam. Và cây tre còn đi vào trong những vần thơ của những tác giả rất là hay và ý nghĩa nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem cây tre thời nay với cây tre tre ngày xưa khác nhau như thế nào nhé. À, ngày xưa thì dùng rổ bằng tre, còn bây giờ chúng ta sẽ có rất nhiều những rổ nhựa và với những cái hình dáng màu sắc rất là thu hút đúng không nào. Tre thì làm võng, còn bây giờ chúng ta nằm võng xếp rồi các em ạ. Tre làm giường thì bây giờ chúng ta sẽ nằm thay vào đó nằm những bằng những cái giường gỗ rất là hiện đại. Tre còn làm nhà cho người dân nhưng thay vào đó bây giờ chúng ta sẽ thay bằng những ngôi biệt thự đúng không nào. Như vậy chúng ta đã cùng cô đi soạn văn bản cây tre Việt Nam trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 95 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thấy video này hay và có ý nghĩa hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem được những bài giảng của các môn khác. Cuối cùng, cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những video bài giảng tiếp theo.